Rồi, xin chào tất cả các anh em, chúng ta có tin vui mới nha. Rồi, bây giờ test sơ lại cho các anh xem nha. Cái cốc cốc là lỗi đợt trước là không thể chạy được trên Windows, là nó không hiển thị được những cái mà em cần. Và em xóa shortcut này kia nó không có được luôn các anh em mình nha. Nói chung là cái file này á, nó chạy trên cái hệ điều hành mà đã bị chỉnh sửa này á, thì nó rất là hạn chế, nó rất là ức chế anh em mình nha. Rồi bây giờ em sẽ có cách để em khắc phục cái sự cố này đó. Như các anh em thấy nè, không tạo ra cái shortcut luôn nè, thấy chưa? Đấy, các anh em thấy tai hại không? Đấy, rồi bây giờ ví dụ em chạy cái bản của em nha, rồi em xóa bớt file đi, rồi nè, em xóa hết đi nha. Rồi bây giờ em sẽ tạo này, tiến hành em tạo thì các anh em có thể giải nén nha. Nguyên cái file này chúng ta giải nén ra, thì trước đây em hướng dẫn cái vụ mà SFX Builder rồi ha. Cái phần này các anh em xem video cũ nha, thì nói chung là em làm lại xíu cho các anh em xem luôn. Cái bảng này là bảng min rút gọn nha các anh em nha. Rồi bây giờ em dùng 7 zip SFX Builder nè, em sẽ đóng gói em nó nè. Desktop đúng rồi nè, để chính xác thì chúng ta chọn lại cái file ha, cái thông số save file 4.2. rồi ok, còn mấy cái thông số kia là em đã lấy sẵn hết rồi. Rồi ok, em chỉ cần tạo file rồi em chạy test cho các anh em xem nha. Đây, tin mới tin hấp dẫn các anh em mình nha. Đây rồi, file mới đã tạo rồi. Bây giờ các anh em đã xem thấy nha, không có menu chuột phải gì hết nha. Đây, không có góc cốc gì hết, không có gì hết. Rồi bây giờ em tiến hành em chạy nè, xóa file này đi nè. Đấy, nó có cái hành login này, các anh em thấy cũng dễ thôi, dễ chúng ta biết được nó đang chạy hay không. Đây, cái này là cái hệ điều hành của cái Win bị lỗi các anh em mình nha. Rồi em đã chèn thêm một cái bảng cái ảnh trong cái chú thích ở đây luôn, chúng ta nhìn qua luôn ha, nó không còn hiện trong cái phần kia nữa. Ở phần mới này á, là em cho nè change in lead này các anh em mình nha. Chuyển đổi tiếng Việt đây, chuyển đổi tiếng Anh nè. Rồi em sẽ chạy thử nha, chạy thử cốc cốc và chuyển đổi như thế nào thì chúng ta sẽ thấy rõ luôn. Ở đây là tiếng Anh ha, rồi em tắt tiếng Anh nè, em chuyển qua tiếng tiếng Việt nè, change nè, chuyển đổi tiếng Việt. Rồi các anh em chỉ cần click một cái thôi nha. Rồi chúng ta mở cốc cốc lại nha, rồi mở cốc cốc lại. Rồi chúng ta click vào đây, đây tiếng Việt các anh em mình nha. Rồi tương tự thôi, các anh em muốn chuyển qua tiếng Anh thì chúng ta click, chúng ta chuyển qua tiếng Anh thôi. Đấy, rồi chúng ta mở lại nè, mở ra tiếng Anh nè. Đấy đó, tiếng Anh các anh em mình nha. Rồi ok, xong phần này rồi. Tiếp phần tiếp theo là gì? Phần tiếp theo là cái phần này, phần này là em đã khắc phục được rất là ok, là nó không hiển thị ảnh nữa này ha. Tại là lúc đầu em đã cho nó hiển thị ảnh rồi đó, thì như thế này, một cái bảng thứ nhất và cái bảng thứ ba thì các anh em chỉ khó tắt cái tiến trình xem đêm em nha. Rồi cái tiến trình thứ hai, bắt đầu lần thứ hai khởi động cho lên, các anh em bấm phím bất kỳ là nó đóng luôn nha. Này cái lần thứ ba này chúng ta phải đóng cái xem đêm nè. Đấy, cái lần này cái bảng này nè, mặc dù cái code nó đi rang luôn mà em biết sao mà phải click đóng cái này để nữa em tìm hiểu thêm. Rồi cái những cái lần sau là các anh em không không cần phải à, những cái lần sau là các anh em không cần phải phải click bỏ tiến trình đó. Một menu mà nó hiển thị ra rất là nhiều ha, các anh em có thể tạo ra nhiều code không, mấy chục code chẳng hạn, hoặc là nó liên kết với những cái file nào đó các anh em muốn dạy. Thì cái ý tưởng này chúng ta làm được rất là nhiều việc các anh em mình nha. Có thể chúng ta auto một cái ứng dụng nào đó mà chúng ta thích, chúng ta cho nó tới điểm đó nó dừng. Rồi tiếp tục em giờ backup ha, backup là em đã chọn lại những cái icon này kia hết nè, cái menu star nè em chọn lại luôn nè nha. Đấy, các anh em nhìn thấy nó dễ hơn ha. Rồi rồi ok, cái này có thể có vẻ nó hơi nhỏ, em sẽ chỉnh lại cho nó to hơn xíu. Rồi rồi chỉnh cái icon khác. Rồi hiện tại bây giờ tiến hành chúng ta xóa thử nha, clear 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 shortcut nè. Nếu mà các anh em clear shortcut hết á, là nó sẽ mất toàn bộ tất cả các shortcut này, nó mất hết luôn nha. Thành ra khi mà các anh em á muốn tắt tiến trình nào, ví dụ chúng ta xóa cái này đi thì chúng ta clear cái này trước, đây clear này trước. À da, cái phần này nó bị gì ta, để em coi lại nha, coi lại cái file này nó liên kết repeat repeat repeat.exe.
Zig Light, coi thằng này nó có chưa. Refix Zig Light. À, nó thiếu trong đây. Nó thiếu trong đây. Đấy. Thì em sẽ tích hợp thêm. Refix trên nó nằm ở đâu? À. Rồi, cái phần này em sẽ tích hợp cho cái file là chúng ta click lại bình thường, có nghĩa là khi mà các anh em muốn xóa xóa cái mục này ha, là chúng ta chỉ bấm clear refix là nó xóa cái này và xóa những cái file liên quan, là chúng ta không dùng tính năng này nữa. Rồi tiếp tiếp chúng ta vô cái phần clear directory. Đây, clear directory là nó xóa những cái này, menu này, menu này ha, mấy cái menu này. Đấy, rồi bây giờ em xóa thử nha, để em coi có cái gì cần chạy trước hay không. Lỡ xóa rồi chúng ta không có chạy lại được. Rồi. Rồi, em clear directory nè. Đấy. Rồi. Đó, các anh em thấy mắt rồi ha. Có cái này là chưa nè, cái này là mặc định là em để nè nha. À, clear directory ở đây là mà mắc luôn rồi nè. Đó, khi các anh em click vô thư mục là chúng ta vẫn thấy nha, vẫn thấy cái tiến trình mà cho phép chúng ta xóa lịch sử. Rồi. Về một click này á, thì khi các anh em vô một click á, chúng ta có thể cài ha, cài cái bản này bản 64 nha. Và cái bản setup đâu à, setup đây, setup online là mặc định là bản 62 32 bit cái này mình nha. Rồi đâu rồi? Đây, setup delete nè. Ở đây nó cũng là có bản 64 cái này mình nha, bản 64 bit. Rồi còn cái bản offline thì em sẽ làm một cái file riêng ha. Rồi. Rồi em chỉ cần fix lại cái này nữa thôi, cho cái thằng này nó lia được cái này nữa là ok. Còn bây giờ em lia on, có nghĩa là xóa tất cả này nha. Em xóa tất cả thì thử ra nó chạy có ok không. Đây, xóa tất cả nè. Đấy, đó, ok. Vậy là ok cái này mình nha. Xóa tất cả là nó mất hết vô hư mục SQLite nè, nó chỉ còn một file thôi ha. Đấy. Rồi cái hư mục cái ổ D, ổ C, những cái file backup nè. Đó, nó chỉ còn có hai file này thôi. À, vậy là em quên xóa nó. Rồi em sẽ cho một cái delete file, em sẽ cho xóa luôn hai file này nữa là mất luôn nha. Rồi ok, vậy là mất hết cái này mình nha. Vậy là xong. Một click này là ok, hoàn chỉnh cái này mình nha. Hoàn chỉnh trên cái win nào mà nó bắt buộc mà nó cho phép chạy với quyền admin đó, là các anh em sẽ chạy cái bản này ok hết. Nói chung là bản này em sẽ kèm cái bản cũ và cái bản này luôn, là các anh em muốn cập nhật để chạy trên win nào cũng được. Tại vì có những cái win ấy, người ta chỉnh sửa, người ta không có cho phép những cái tiến trình CMD người ta chạy kèm nó. Giống như em ví dụ đi ha, em chạy lại cho các anh em xem nè. À, em chạy lại nha. Đấy, chạy lại cho các anh em xem nè, rồi các anh em mới thấy được là tại sao. Đấy, rồi em ví dụ nha. Rồi rồi xong rồi, bây giờ cho các anh em xem sơ sơ này nè. Cái này là delete on này nha, delete on là nó có xóa những cái menu này kia nè, chuột phải này ha. Đó, những cái menu chuột phải này kia nè. Bây giờ em click chạy bình thường nè, các anh em xem thử nó xóa không nha. Đấy, các anh em thấy không, không xóa nè. Nhưng mà em click click run admin thì nó xóa. Đấy, các anh em thấy không, có nghĩa là người ta chỉnh cái win này á, là bắt buộc những cái tiến trình CMD nó chạy với cái quyền admin á, thì nó mới ok. Thành ra là em cũng hơi vất vả cái này mình nha, khá là vất vả khi mà chỉnh chỉnh là phải phải dọn những cái file này nè cho phép nó chạy với cái quyền admin. Thì các anh em muốn cho nó chạy với quyền admin thì chúng ta vô cái phần 7 zip header này ha, chúng ta chọn cái đây chỗ này, chúng ta chọn số 4 ở đây, có nghĩa là cho phép cái shop của mình nó được khởi động chạy với cái quyền admin. Đấy, thì là ok hết cái này mình nha. Đối với cái win này là ok hết, và kể cả cái win nó đang 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 được phép chạy với cái quyền admin thì nó cũng sẽ chạy bình thường luôn nha. Rồi, video tới đây thôi các anh em nha. Em sẽ fix sơ lại xíu rồi em sẽ share luôn cái file này. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video nha.